thì cho con học ý là vấn kinh pháp cú thí dụ là kinh thuộc về nam tông hay bắc tông Ờ à, sư chỉ nhớ là chỉ có kinh pháp hoa phẩm thí dụ thì có chứ còn kinh pháp cú thì không có cái thí dụ thí dụ thì có thí dụ rắn thí dụ cưa thí dụ có pháp cú thí dụ à, cho cho nên á cho nên là quý vị coi chừng hiểu nhầm nha Nhập mình coi như là râu ông nọ cấm càm bà kia đó Kinh Pháp Cú thì không có phẩm nào thí dụ Nhưng mà trong Kinh Pháp Cú thì có một vài cái ví dụ thì có Nhiều, nhiều lắm à, Còn chỉ có Kinh Pháp Hoa mới có cái phẩm tên là phẩm thí dụ thôi à, Cho nên là Kinh Pháp Cú là thuộc về Nam Tông Còn thí dụ của trường Pháp Hoa thí dụ cũng thuộc về Bắc Tông Hỏi lộn có gì? hỏi lại là à cho nên là th th thôi chừng nào quý vị xác định lại rõ câu hỏi đi ha